tại hôn má xong rồi cái rung quá không biết làm gì hết. Trời, cảm nhận hôn má lần đầu tiên thế nào? Lúc đó em bao nhiêu tuổi, cái đồ hôn bao nhiêu tuổi mà rung? Hôn má đầu tiên là lúc 18 tuổi à. Còn hôn má nhiều lần sao là mấy tuổi? Hôn cái thứ hai năm 27 tuổi. Trời đất, là sao? Có nghĩa là em hôn xong rồi 9 năm sau em mới hôn cái nữa hả? Cái là đó giờ hôn có hai cái hôn má rồi hả? Trời ơi, đây là chàng trai còn nguyên vẹn. Chúng ta sẽ gặp ở hai bạn đầu tiên trong ngày hôm nay. Mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Chào em tên gì? Dạ em tên là Hồng Trinh. Hồng Trinh, dạ. Trinh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 21 tuổi. Em sắp dập tắt chị rồi đó. Hiện tại giờ em đang làm ở đâu? Làm công việc gì? Dạ hiện tại em là sinh viên năm cuối khoa báo chí. Hồng Trinh, sinh viên báo chí hả? Rất là năng động đây. Tôi sẽ mời một chàng trai để xem bạn ấy đến từ đâu và bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Xin mời. Mời bạn ngồi. Nhìn là biết ga lăng rồi hả? Hoan hoan cho em hỏi nhan, cái ga lăng là ga lăng sao? Mới bước ra sao biết ga lăng? Một chút bạn sẽ biết, thấy là bạn biết ga lăng liền. Tôi xưa gì chưa bao giờ tôi đi đâu mà tôi cầm cái này. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Lê Trương Đoàn Nguyện ạ. Hôm nay bao nhiêu tuổi bạn? Dạ năm nay em 30 ạ. 30 tuổi, làm nghề gì? Hiện giờ em đang làm nhân viên văn phòng. Bạn vừa đẹp trai nè, thấy là rất ga lăng nè. Tôi thật sự tôi không tin bạn. Không tin bạn đến đây để tìm một nửa của mình. Dạ, tại vì em rất là nhát. Nhát hả? Nhát là sao? Sợ gặp con gái là run rồi. Không nhát gái rồi. Cái lại thật thà quá, cái gì hỏi cũng trả lời hết trơn. Đôi khi gặp rồi kể hết chuyện bản thân gia đình, cái người ta sợ nó chẳng tiền. À cái này hay nè, cái này tôi hỏi nè. Tôi với các Tường đang bàn với nhau là có nhớ nụ hôn đầu đời hay không? Và nụ hôn đầu đời nó như thế nào? Anh ơi em mới hôn má à. Mới hôn má hả? Ủa sao hôn má rồi sao mà nóng lợi dụng thời cơ mình hôn kia luôn? Tại hôn má xong rồi cái rung quá không biết làm gì hết. Trời, cảm nhận hôn má lần đầu tiên thế nào? Lúc đó em bao nhiêu tuổi, cái đồ hôn bao nhiêu tuổi mà rung? Hôn má đầu tiên là lúc 18 tuổi à. Còn hôn má nhiều lần sao là mấy tuổi? Hôn cái thứ hai năm 27 tuổi. Trời đất, là sao? Có nghĩa là em hôn xong rồi 9 năm sau em mới hôn cái nữa hả? Cái là đó giờ hôn có hai cái hôn má rồi hả? Trời ơi, đây là chàng trai còn nguyên vẹn. Rồi bây giờ em định chừng nào em hôn má cái thứ ba? Dạ đang cố gắng, có cơ hội thì thêm cái nữa. Còn bạn nữ kia sao bạn? Em sao hồi đó giờ em có ai hôn em chưa? Dạ chưa. Em đâu có dễ hôn. Chưa hôn má, hôn mô một cái nào hết trơn luôn hả? Dạ. Có bạn trai chưa? Chưa. Sao giỏi dữ vậy trời? Cặp đôi trinh tiết. Bây giờ thẳng tôi hỏi luôn, bạn quan niệm thế nào về sống thử trước hôn nhân? Theo quan điểm của em á là thương nhau thì mình giữ gìn cho nhau cho đến cái ngày cuối cùng luôn. Cái này quan trọng nè, bây giờ khi yêu là phải giữ gìn cho nhau, nhưng mà khi biết người yêu đã từng có mối tình trước đây rồi thì có giữ gìn nữa không hay là xả láng? Dạ quan điểm của em là vẫn giữ cho tới ngày cuối chị. Bây giờ lúc đó người ta không muốn giữ nữa rồi sao? Cố gắng giữ, còn nếu giữ không được thì đành chịu. Vậy còn em quan niệm như thế nào? Em thích cái người bạn trai của mình sẽ như thế nào? Mẫu người mà em thích là cao khoảng 1m7. Cao bao nhiêu? Em cao có 1m55. Em cao 1m55 mà em đòi chi 1m7 dữ vậy? Tại em thích người cao hơn em cái đầu, nghĩa đen nghĩa bóng luôn chị. Rồi sao? Cao nhom nhách được không? Không, nhìn có da có thịt một chút. Đừng trắng quá, da ngâm ngâm rồi đừng. Trời ơi, trắng quá bạn. Kỳ vậy trắng tốt chứ. Thôi vậy em. Trắng nhìn công tử lắm chị. À, thích cái vẻ như là không thích công tử đó không? Dạ. Đặc biệt là đừng có dê. Em thích con trai mà đòi hỏi.
Bạn có về không? Em về em đâu có ế đâu anh. Tại sao bạn biết là người ta về? Dạ giống như em thấy bạn em mới quen mà nó đòi hỏi bạn gái nó này kia. Đòi hỏi cái gì? Này kia là cái gì? Nắm tay hay hôn gì đó, em không thích vậy. Ủa chị là dê hả? Dạ. Em sao dê? Người ta xin thôi mà, người ta xin thôi, mình không cho là thôi. Vậy đó thì được, còn sướng tới là em chịu. Bây giờ quen nhau bao lâu thì được hôn? Khi nào em cảm giác an toàn thì em cho hôn. Tại sao là an toàn? An toàn ở chỗ nào? Khi nào giống như đừng đòi hỏi để em tự nguyện. Có nghĩa em hôn người ta thì được mà người ta hôn em là không được. Hơi căng này nha, hơi căng à. Tôi hỏi bạn là vậy tiêu chuẩn của bạn gái bên đó như vậy, tiêu chuẩn bạn như thế nào? À, em thích mẫu phụ nữ truyền thống. Truyền thống? Dạ. Nghĩa là lúc nào mặc áo dài hết? Dạ không, truyền thống nghĩa là thích nội trợ, thích công việc, thích cuộc sống gia đình, rồi không có sống phóng khoáng quá. Giống như em có một số nguyên tắc. Nguyên tắc của bạn là như thế nào? Không xảy ra ngoài đường. Không xảy ra gì nữa? Tuân thủ luật giao thông. Gì nữa? Không gây rối trật tự công cộng. Trời ơi, tôi la hết tùm sùm đó hả? Ba điều kiện này ế là đúng rồi. 30 tuổi mà sao tôi nghe nó chịu tưởng đâu 80 tuổi vậy. Trời ơi, chị coi cái nghe em. Trời ơi, cái gì mà quá rồi. Đương nhiên cái luật lệ giao thông ai cũng chấp hành cho ông à. Được cái bó hoa là có điểm thôi đó, còn như là mất điểm hết rồi đó. Không xả rác ở trong nhà, được không? Dạ, em không xả ngoài đường, em đem về em bỏ thùng rác. Vậy hả? Trời đất ơi. Cái từ là coi như là không có cái tiêu chuẩn nào ở đây được hết đó. Người đó đối với chị là không được, nhưng mà chị nghĩ đối với em là được. Tại chị thấy hai người có vẻ hợp gu với nhau lắm. Để em nha, coi thử thế nào, bên đây đẹp trai lắm nha. Hồi hộp, thở ra không vậy? Dạ rung. Rung hả? Chào anh. Anh thích người nào có một ruồi ở đây nè. Rất ấn tượng. Duyên dáng. Duyên dáng. Dễ thương. Có bộ hôm nay em đi đúng ngày đó. Em ngồi đúng hướng. Em có thích gái đẹp không? Em sợ quá. Ủa thì sao sợ? Tại vì gặp cái đẹp không biết nói gì hết trơn. Đi thôi đó hả? Dạ. Chúng ta sẽ gặp nhau. Nào xin mời. Màn đầu kéo lên. 2 phút. Bắt đầu. Chào ạ. Chào em. Dạ. Tặng nha. Cảm ơn ạ. Điềm nói nhát gái. Gặp cái thằng bông liền. Xin có hỏi gì anh không? Anh có cảm nhận gì về em? Em dễ thương. Em thấy anh sao? Dạ. Em thấy anh hiền. Dê trắng. Chết rồi. Để anh đi tắm nắng. Anh thấy anh có dê không? Dạ chắc không có dê đâu. Quê anh ở đâu? Anh người thành phố. Nhưng mà anh thích miền Tây. Anh hy vọng có dịp anh chở em về quê. Thì chở liền chứ có gì nữa. Chở liền. Không có dịp nào nữa trơn á. Mặt xanh lè ông nội ơi. Trời ơi. Mặt nãy trắng tươi về xanh lè rồi. Đúng rồi nha, gái gặp gái mặt xanh lè nổi. Sao bạn? Được. Và bây giờ các bạn sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định nhấn nút hẹn hò hay không. 3 2 3 1 Sao mà không thấy đâu? Ở đằng sau bóng liên tục rồi khánh. Bóng liên tục cái nút luôn. Rồi thôi mời em ra đây. Nhìn mặt là biết rồi. Giờ sao chút xíu nữa mình chở nhau về Vĩnh Long luôn ha. Lý do tại sao bạn nữ đồng ý về hẹn hò với bạn nam? Dạ em thấy anh không có dê với lại nhìn an toàn. Coi như thích rồi là cỡ nào cũng được hết trơn á. Rồi rồi rồi, chúc mừng bạn hẹn hò đây. Vâng, các bạn. Mời hai bạn chờ trong giây lát để chúng ta tham gia vòng quay may mắn. Anh thích những người nam hơn em. Anh phải thẳng là không có cong. Anh phải nam hơn em. Em cho anh mang giày mà độn gót lên. Không cần biết
em là ai. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai xem hôm nay như thế nào. Đúng rồi. Nào xin mời màn hạ xuống. Cặp đôi thứ hai, mời nhân vật nam xuất hiện. Trời ơi, mặc áo nhiều nhiều ô dữ ta. Mời bạn ngồi. Bạn cảm giác thế nào khi bạn ngồi trên cái ghế đỏ này? Em. Hả? Em. Bạn tên gì? Em tên Nguyễn Văn Thắng. Nguyễn Văn Thắng, nhiêu tuổi? 28 tuổi. Làm nghề gì? Em làm IT. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra. Em tên gì? Dạ, em tên Dương Thúy Vi ạ. Dương Thúy Vi? Dạ. Thúy năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 23 tuổi. 23, đang làm gì? Dạ, em học trường Đại học Ngoại ngữ Tinh học Hồ Chí Minh, khoa du lịch khách sạn. Ở bên đây lanh lắm nha anh Linh. Trời ơi. Bên đây khuôn vừa đây. Bên đây vô nhìn tôi, chừng tôi nhìn, bên đây nhìn lại, chống nạnh nữa. Bạn làm IT bao nhiêu năm rồi? Dạ, em làm 4 năm. 4 năm rồi. Bạn hiện nay đang làm công ty hay là làm riêng? Hiện tại thì em đang mới nghỉ ở công ty ra mà em đi nằm ngoài. Nghỉ công ty? Công ty cho nghỉ hay bạn tự nghỉ? Em tự nghỉ. Tự nghỉ lý do? Dạ, em định hướng là sau này có thể em mở cửa hàng hay là công ty gì đó. Mở công ty riêng. Cái này là một khát vọng rất là lớn. Chúc mừng bạn. Hàng ngày công việc của em làm gì? Em tự giới thiệu về mình. Em là cán bộ đoàn hội, tổ chức những cái chương trình cho các bạn sinh viên. Rồi đi từ thiện tới máy ấm nhà mở. Rồi vùng sâu vùng xa vậy đó. Bạn thấy bạn nữ bên kia là sinh hoạt đoàn đội rất là nhiều. Nó rất là lanh. Bạn có sợ gặp phụ nữ lanh hơn mình không? Tại vì em thích những người như vậy. Thích những người như vậy? Em là không có lanh gì mấy, nên là em thích những người lanh hơn em. Trời ơi, tôi thấy lanh muốn chết mà còn là không lanh gì mấy nữa. Hai người này mà lấy nhau về rồi mở công ty rồi không biết nói hết luôn, nhân viên là ngồi đính khe hết luôn này. Tiêu chuẩn của bạn là bạn gái như thế nào? Em thì người bạn gái là một người năng động, hướng ngoại. Hướng ngoại là thích gì kiều sao? Bạn có biết hát không? Dạ, em thì biết hát. Biết hát? Có thể hát một câu rồi đó tặng bạn bên kia để lấy lòng bên kia à. Một câu trong bài hát vì đó là em. Vì đó là em. Không cần biết em là ai, không cần biết em ở đâu, không cần biết làm sao, ta yêu em băng qua ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em khi chỉ biết đó là em. Đó là hay em đấy. Đó là em, hay đó, đó là em. Cũng hay đấy. Em ơi, chị muốn em nói rõ hơn về cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình như thế nào. Đầu tiên là anh phải thẳng. Thẳng là sao? Là không có cong. Rồi cái gì? Anh phải thẳng là sao? Là sao cái câu này? Cái gì kỳ vậy? Thế là không có thẳng, có cong là sao? Anh phải nam tính đó chị. Tại vì dạ, cái phạm trù cái câu hỏi tôi hỏi đi đơn giản mà trả lời nó phức tạp hại não dữ vậy trời. Như là tại vì em bạn bè của em có nói em nam tính nên ảnh phải nam hơn em. À chứ mà yểu điệu một tí xíu là không có được rồi phải không? Dạ dạ. Ngoài cái đó ra về vóc dáng. Vóc dáng hả? Hồi lúc trước á là em nói là bạn trai của em á là phải cao 1m7. Tại vì em cao 1m6 nên ảnh phải cao hơn em một cái đầu. Nhưng mà tìm hoài 23 năm nay rồi nên em hạ tiêu chuẩn là cao nửa cái. Nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi tìm 23 năm. Hôm nay nhiêu tuổi mà tìm 23 năm cô? Ý là 23 năm chưa có. Trời đất ơi. Nên em hạ tiêu chuẩn xuống rồi cao nửa cái cũng được, tức là 1m65. Dạ. Bây giờ 61 được không? Thế nào ta tốt hết, ta đạt hết rồi, giờ ta từ thiếu có 4 phân không được. Em cho anh mang giày mà độn gót lên tí. Anh thấy đó đường này là cũng khá tốt quá, bên đây hình như cũng đáp ứng nhu cầu cũng được các bạn ha. Nhưng mà vấn đề bên kia lãng mạn, bạn có lãng mạn không? Em thấy thì em bình thường, không khô mấy. Tôi thấy quá khô. Khô mình tưới nước vô. Phải lãng mạn chút xíu nữa, phải năng động lên nữa ha bạn ha. Không, bây giờ để cho gặp nhau để cảm nhận chứ nói hoài không biết cảm nhận thế nào nữa. Nên anh nhìn trước coi cô ấy như thế nào nha. Kiểm tra giúp bạn trước đó nha. Chào bạn. Dạ chào anh. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn của bạn ngồi bên đây? Dạ cũng được. Cũng được. Anh thấy cũng được. Dạ. Thẳng không? Cũng thẳng.
không có cong, thẳng thẳng như như cái cây vậy đó. Tôi nhìn cũng được á. Cao không? Bữa tới cao không? Cao không? Cao, bên đây cao. Trên mét 65 không? Để chị coi thử nha. Mét 61 mất công tốn tiền độ dày. Cái gì vậy trời, nhìn tôi làm nhìn một mắt vậy trời. Đúng như cái cây thiệt. Đứng lên chị coi thấy coi có đủ mét 65 không? Trời, xuống đột vậy, cây thẳng đứng không cong chút nào luôn. Thì đúng nhu cầu bên kia. Hơi thiếu ăn đó nha. Nha, bây giờ ăn nhiều chút nha. Ăn nhiều nhưng mà nó không có to được. Mình dây mà. Đúng không ạ? Rồi, được rồi đó. Sit down. Liền. Mang giày thấp lắm em, mình độn giày lên được, không sao gương. Có điều chia bớt bệnh chút thịt. Hơi thiếu thịt. Chuẩn bị, màn đầu kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Và trong 2 phút đó bạn các bạn quyết định xem có đồng ý hẹn hò với nhau không. 2 phút bắt đầu. Dạ em. Dạ chào anh. Em học Ngọc bên báo chí. Dạ không, em học nhà hàng khách sạn. Nhà hàng khách sạn. Sao nhìn lên trời không vậy? Nhìn thẳng vào mắt nhau kìa. Anh có ngại ra đường nếu như mà người ta nói mình là số 10 không? Anh nghĩ số 10 cũng đẹp mà. Điểm 10 chất lượng đó. Em thấy anh có đủ thẳng chưa? Dạ cũng đủ. Nhìn sao biết thẳng, nhìn sao biết cong. Hết thời gian mà. Và bây giờ là giây phút lắng động. Chúng ta chỉ có 3 khắc đếm, 3 khắc để mà quyết định xem mình có hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em lại không chọn bạn trai cái tên? Dạ, bạn làm IT. Em thích mẫu bạn trai là hướng ngoại hơn. Tức là năng động hơn, còn IT thì hơi khô cứng tí. Vậy còn em, tại sao em không chọn bạn gái? Em có bấm mà sao không? Nó lên. Bà có bấm đúng không? Mà em có bấm kìa. Mộ màng quá, có bấm. Bấm hơi chậm. Có bấm nhưng mà hơi chậm. Bạn có buồn hay không khi bạn nữ không bấm? Nói chung là cũng hơi buồn. Và chúng ta phải phát huy, chúng ta phải năng động hơn chút xíu nữa. Điều sau nữa thì cũng chúc mừng bạn, hai bạn đã có cuộc gặp nhau, trò chuyện với nhau. Và hy vọng là các bạn sẽ là bạn nhau ở ngoài đời. Và bây giờ điểm yếu của em thì em ít thể dục thể thao thôi. Em thì trong cái ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm. Và cái lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ. Em có hai mối tình, một mối tình đơn phương hồi học cấp 3 và một đôi mối tình chính thức cách đây hơn một năm. Tức là quen nhau được bao lâu? Quen nhau được 2 năm. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Bạn trai. Dạ, chào anh. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em kính chào chị Hồng Vân, kính chào anh Quyền Linh. Chào kính em. Chào anh bên kia. Em kính chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thanh Hoa, năm nay em 27 tuổi. Quê của em ở Huế, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ạ. Làm ở quận mấy Hoa? Dạ, em làm ở quận 1 ạ. Rồi, mời em trai. Dạ. Em xin kính chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào đằng ấy nha. Dạ vâng, chào anh. Em đây là Nguyễn Văn Thắng, 29 tuổi. Hiện đang là chuyên viên phụ trách điện điều khiển của công ty cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam. Đang làm ở quận mấy? Dạ, hiện tại là em đang làm ở dưới Nhân Trạch, Đồng Nai. Nhưng mà ở trên Sài Gòn thì công ty có xe sáng đưa đi tối rồi về. Rồi, vậy là tốt rồi. Dạ. Bây giờ em có còn nói được tiếng Huế không? Dạ có. Em nói tiếng Huế đi bạn ơi, bạn có thích con gái Huế không bạn? Ủa mình cũng thích lắm chứ. Đó, mình nói tiếng Huế. Tại vì á, em biết không, cái tiếng Huế dễ thương lắm. Dạ. Cất cái giọng Huế lên là cảm tình liền, thương liền gì đó. Dạ. Mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi.
Dạ, điểm mạnh của em đó là hồi đi học là em học giỏi các môn tự nhiên. Em từng tốt nghiệp sư phạm lý loại giỏi. Em tích cực trong công việc, siêng năng, chăm chỉ. Em biết nấu ăn. Điểm yếu. Dạ, điểm yếu của em là người rất là khô khan, ít lãng mạn. Vậy đó hả? Tại em học khoa tự nhiên. Rồi em trai. Điểm mạnh của em là em thích ca hát ạ. Hát mọi lúc mọi nơi. Dạ, em hay nghe những cái bài nhạc trẻ mới và hát theo. Bây giờ hát liền luôn. Một cái bài nào đó mà hay nhất ơi, thử coi. Rồi sung lên nào. Vâng. Em sẽ lòng nóng trường quay bằng một bài em ưa thích. Bài hát mang tên Em Gì Ơi. Em gì ơi. Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, mong ngày sẽ trôi máu đời phong ba. Độc thân bước chân sơn hà, giờ tung bay khúc nhạc mê say, nỗi lòng tha hương vướng đường tương lai. Ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này là em gì ơi, ở lại và yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chồng. Việc gì phải ôm buồn đau riêng mình ta. Nụ cười nở muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao. Trời cao núi xanh mây ngàn sao. Em thích hết ạ. Xin cảm ơn. Được, vui. Bên đây tôi đáp lại liền nè. Đáp lại liền. Vâng, em xin hát một đoạn trong ca khúc là Tình Huế. Tình Huế. Rồi. Lòng đã hẹn thề, sao chưa về thăm Huế người ơi. Áo tím ngày xưa, tím vương thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sông ương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phải rưng rưng bờ vai. Bà nữ gì ơi, giọng em ngọt quá. Cảm ơn anh. Hai đứa về hát karaoke hợp rồi đó. Dạ. Bây giờ em trai, em có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì em ít thể dục thể thao thôi. Em thì trong cái ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm. Và cái lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ. Sợ cô đơn? Dạ. Vậy chứ mấy mối tình rồi? Dạ, em chính thức thì em chưa có anh ơi. Có mối tình đơn phương nào không? Dạ, đơn phương thì nhiều chứ anh. Nhiều luôn? Vâng, tức là lúc đầu em có tìm hiểu á, thì là em thích, nhưng mà sau đó khi mà đi chơi rồi làm quen tìm hiểu á thì em thấy là không hợp, cho nên là thôi ạ. Vâng. Rồi đàn gái. Để bên đây người ta nói về tình trường nè. Em nói thử nghe coi. Em có hai mối tình, một mối tình đơn phương hồi học cấp 3, một đôi mối tình chính thức cách đây hơn một năm. Tức là quen nhau được bao lâu? Dạ, quen nhau được 2 năm ạ. Vậy hả, lý do chia tay vậy? Dạ, lý do chia tay đó là người ấy yêu nhưng mà không xác định chuyện tiến tới hôn nhân. Người ấy ưu tiên cho sự nghiệp, cho công việc. Nên em quyết định là dừng lại. Em muốn tìm một người là yêu lâu dài. Bạn trai nghe không? Dạ, em có nghe ạ. Yêu người có xu hướng lập gia đình đó. Em có xu hướng lập gia đình không? Dạ, quá có chứ anh. Quá có hả? Vâng. Khoảng bao lâu thì lập gia đình được? Dạ, em hy vọng trong vòng nửa năm ạ. Nửa năm? Vâng. Bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Người yêu lý tưởng của em đó là thứ nhất là phải nhỏ hơn của em. Rồi, kia 27. Có, bên em 27, bên em 29. Quá đẹp anh ạ. Quá đẹp hả? Vâng. Gì nữa? Và bạn gái của em á không được thấp lắm, cao được 1m55 trở lên. Mình cao nhiêu cưng? Dạ, em cao 1m55 thôi. 1m55 đó, đúng nhầm luôn. Và còn một cái thứ ba ấy, là bạn ấy đang làm việc và ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Vũng Tàu. Quận 1 luôn. Quá chuẩn rồi. Chào em. Dạ, chào chị ạ. Rồi bây giờ là cái mẫu hình của em về nhan sắc á, thì là em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình của em về nhan sắc ấy, hồi bé thì là em thích Lưu Thực Phi. Lưu Thực Phi. Vâng. Tại vì mang cái vẻ đẹp thần tiên tỷ tỷ ấy chị. Thần tiên tỷ tỷ thuần khiết đúng không? Vâng. Rồi bây giờ thì sao? Bây giờ thì với em thì dù sao cũng được. Bởi vì em thì thấy ngoại hình của em cũng bình thường. Vì vậy bạn gái của em cũng cần không cần phải đẹp lắm. Mà tí dụ đẹp thì em tính sao? Nếu thế thì quá tốt đi sao chị. Quá đúng không? Nhưng mà khổ nỗi là em sẽ phải
cố gắng giữ bạn bằng mọi giá luôn. Đúng rồi. Và bạn sẽ có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Bạn bên đây là ngộ lắm, không biết sao đẹp vậy mà không có vệ tinh nữa, quên chưa hỏi. Em, dạ. Tại sao vậy? Tại sao mà em đẹp như thế này mà em lại không có cái mối tình nào mà nó gọi là đúng ý của mình vậy? Em cũng từng lên các app hẹn hò để mà kết bạn, thì cũng nói chuyện, lúc đầu thì thấy cũng hợp hợp, sau đó tự nhiên người ta đề nghị là đi khách sạn. Em thấy kỳ quá, sao em sợ, em không dám đi. Không dám đi luôn, dạ, và vâng. Quyết định là mình đến với bạn mối hẹn hò luôn. Đúng rồi, em tin tưởng chương trình, mong chương trình tìm cho em một nửa yêu thương. Rồi cái nửa yêu thương của em muốn sao? Dạ, về ngoại hình thì cân đối, gương mặt là dễ nhìn. Cân đối dễ nhìn có luôn. Không, dạ. Về tính cách là hoạt bát nhanh nhẹn. Quá hoạt bát, nãy giờ là thiếu hoạt bát quá rồi. Vâng, có thể còn hoạt bát hơn nữa. Ừ, rồi, sao nữa? Sao nữa? Dạ, ngoài ra thì gọn gàng, sạch sẽ. Có không nè, cái này có gọn gàng, sạch sẽ hay không? Cái này em đảm bảo. Đảm bảo luôn đúng không? Rất sạch sẽ, okay. Ở nhà lau nhà, quét nhà thường xuyên. Qua coi đàn gái, coi mắt cái đã. Xin lỗi, hôm nay tôi hơi bị chảnh đó nghe. Trời ơi. Dạ, thôi, thưa. Dạ, chào anh. Chịu á, đàn trai nhìn thấy đàn gái chịu rồi đó. Ông nhìn nhận thấy có giống thần tiên tỷ tỷ không? Giống á. À, cái nét đẹp này là nét của thần tiên tỷ tỷ. Đây cũng giống giống rồi nha. Nói chung là cũng gương mặt mái tóc cũng thần tiên lắm á. Rồi, em không thích điều gì đàn ông? À, dạ, em không thích người đàn ông nóng tính, vũ phu, gia trưởng, bạo thủ, keo kiệt. Đúng rồi. Ai mà thích cái mẫu người đàn ông đó trời. Vũ phu được, keo kiệt nữa. Có vũ phu không? Không anh, em rất là hiền. Đây, đặc biệt là em rất là tôn trọng bạn gái. Nếu bạn gái lỡ đánh em gái thì sao? Thì mình cười thôi. Hay vậy ta? Bởi vì sao bạn gái đánh tôi có mạnh đâu. Đủ đánh mạnh luôn rồi sao? Cũng không sao hết. Rồi nhớ nha. Em nhớ mà. Ừ. Rồi vậy được ha. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nha. Dạ vâng. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với các anh chị đồng nghiệp trong công ty và một số bạn bè. À, đại diện nhà gái đi. Tôi là chú và cũng là đồng nghiệp của cháu Hoa. Cháu Hoa ở cơ quan tôi ấy, thực ra là cháu cũng thiệt thòi là vì chúng cơ quan tôi là toàn những người lớn tuổi, cho nên cái sự giao tiếp và sự nói cũng không có. Mà cháu Hoa thì cháu làm việc rất siêng năng, mà tính tình thì ở cơ quan thì ai quý. Chú nói với cháu là bây giờ nếu như cháu dạ. cảm thấy hai đứa bấm chuông với nhau, mà chú cảm thấy là cháu là những người mà có tính chất là thông minh và công việc cũng là chu toàn rồi. Dạ, cháu cảm ơn chú. Chú mong muốn các cháu là nên bấm chuông với nhau. Chú chúc hai cháu là hạnh phúc. Dạ, cháu cảm ơn chú. Trai đi với ai? Dạ, nay em đến cùng với mợ em ạ. Rồi, xin chào nhà trai. Em xin chào khán giả trong trường quay, xin chào anh Quyền Linh và chị Vân. Mợ trẻ dữ vậy mợ. Tại vì bố mẹ ở Vũng Tàu nên hơi xa, nên hôm nay em là mợ của Thắng. Thì hai vợ cháu ở gần nhà nhau, nên em đi cùng với Thắng. Thì Thắng thì nói chung là hiền lắm. Nó cũng không biết nói chuyện, không biết tán gái mấy đâu. Nên chị mợ thấy là bé này là rất là dễ thương đó Thắng. Nó phù hợp với lại bên, dạ vâng. À, vâng, bên mình. Cháu trúng số đúng không ạ? Nên mợ nghĩ là hai đứa nên cho nhau một cơ hội để... Trước chắc là mình làm bạn, sau đó nếu mà hợp thì mình sẽ tính tới chuyện lâu dài hơn. Vâng, tôi đã hiểu, cảm ơn mợ. Mợ nói nó khờ, nó có khờ đâu. Lanh lắm á, tự tin nữa. Rồi, cảm ơn mợ. Rồi, vậy là mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Nào, mở rào. Việc là của mình đó. Cố lên nào. Đó, nhìn kìa, đó. Tấn công. Anh chào em. Dạ, chào anh. Trời ơi, người đâu dễ thương vậy em. Cảm ơn anh. Trời ơi, em nhìn hơi ngại. Hơi ngát luôn được không? Yeah. Rối rồi, bạn nam rối là rối chắc luôn rồi. Anh tặng em cái đèn ngủ này. Dạ. Nó thay cho những lời chúc ngủ ngon của anh. Dạ. Dành cho em. Dạ. Vào mỗi đêm. Cảm ơn anh. Chúc em ngủ ngon. Dạ. Em ngủ ngon nha. Vâng. Em còn có một món quà để tặng anh. Giờ mình tặng gì nè? Em có quyển sách tặng anh.
Cuốn sách này có tựa đề là Vì sao đàn ông thích phụ nữ trẻ, phụ nữ thích đàn ông giàu. Anh có từng suy nghĩ về câu trả lời này chưa? À chưa, vì chưa ai hỏi anh cái này. À dạ vâng, anh thử đọc và nghiên cứu. Có gì hay thì chúng mình chia sẻ với nhau. Cảm ơn em. Dạ vâng. Anh sẽ đọc liền. Dạ, em lên đây cũng hồi hộp, em cũng có một số câu hỏi đố vui để anh và quý vị khán giả ở đây cùng thư giãn. Câu hỏi đố vui thôi ạ. Mời em. Dạ vâng. Dân gian có câu nước đổ đầu vịt dùng cho những người không biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ thầy cô. Câu này có liên hệ gì với hiện tượng vật lý không? Đó là hiện tượng nào? Các bạn có thể trợ giúp cho anh. Được, không sao, yên tâm. Theo như anh biết ấy, là lông vịt ấy, nó có một cái cấu tạo đặc biệt. Thì cũng nhờ vì vậy cho nên là cái nước nó không có bám lâu trên nó được. Cái này là liên quan một bài ở vật lý lớp 10, đó là các hiện tượng của bề mặt chất lỏng. Và đó là hiện tượng không dính ướt. Rồi câu hỏi thứ hai nha, cầu vồng xuất hiện khi nào? Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa em. Đúng rồi, sau cơn mưa là vào mùa hè. Rồi câu thứ ba, ai đã tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn? Định luật vạn vật hấp dẫn là do Newton tìm ra. Chính xác, Isaac Newton. Câu thứ tư, tại sao quả táo không bay lên trời mà là bị rớt xuống đất? À, thực ra cái gì cũng rớt xuống đất thôi. Vì sao ạ? Thả anh em rớt xuống đất vậy. Bởi vì mọi vật đều có trọng lực. Với lại là lực hút của trái đất. Đúng rồi. Và câu hỏi cuối cùng đó là 1kg bông và 1kg sắt thì cái bên nào nặng hơn? Câu này nghe quen lắm. Dạ, câu này đố vui mà. Hai cái nặng bằng nhau em. Dạ, ok, đúng chính xác. Cảm ơn anh nha. Thế vậy anh đã qua vòng sơ tuyển của em chưa? Dạ, chưa biết ạ. À ừ. Cho anh câu trả lời nhanh nhé. Dạ. Bạn nam là cũng học đại bách khoa đó là thì bên đây người ta học vật sư phạm vật lý rồi. Ồ. Hai người chết qua chết lại đó. Lúc trước anh còn thi khối A không? Đúng rồi em. Dạ. Trời ơi, này hai đứa này lấy nhau xong đẻ ra con giỏi ghê sầu luôn. Đứng nhất lớp rồi gần như là lớp trưởng khoa. Mình đã vượt qua vòng 1. Bây giờ mình trở về ghế mình trò chuyện với nhau nào. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi. Hiện tại thì em đang ở với ai? Dạ em ở một mình ạ, à. Em ở trò ở Bình Thạnh ạ. À. Thế ở một mình có buồn không em? Dạ có chứ ạ. Cô đơn lắm anh ạ. À. Trời ơi, những lúc cô đơn đó, bây giờ có anh rồi, anh cũng rất sợ cô đơn. Dạ. Anh thích phụ nữ truyền thống hay hiện đại ạ? À? Anh thì phụ nữ nào cũng được hết. Miễn sao chịu đồng ý anh là được. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Dạ, trước hết đó là sự yêu quý, thấu hiểu, bao dung vì tha, quan tâm chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau. Dạ, đó là quan điểm tình yêu của em. Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Tình yêu sét đánh không, em không tin. Tức là theo em là tình yêu cần phải có thời gian. Đúng rồi, cần thời gian tìm hiểu nhau. Nó cũng giống như cái cây vậy, nó cần phải được chăm bẵm để nó sinh sôi nảy nở phát triển và ra hoa kết quả. Đó là quả ngọt. Chính xác, lúc đó thì mình sẽ chấp nhận những thói hư tật xấu của nhau. Dạ. Sách đèn cầm cho. Bước tới cô gái, nãy giờ mình cảm nhận gì, trái tim có rung động chưa? Mình nói cho cô gái biết và mình mong muốn điều gì, em mình cảm nhận điều gì từ nãy giờ mình nói chuyện. Cứ nghĩ sao nói vậy, hai nắm hai tay để cảm nhận cái cảm xúc của nhau. Sao anh rung vậy? Em rất là xinh đẹp. Em nói chuyện rất là có duyên. Em rất là đa năng. Cảm ơn anh. Nhà, thì em nghĩ lên đây là cũng là một cái duyên. Nên chúng ta cùng trân trọng cái khoảnh khắc này và cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Hát một bài tặng cô ấy tiếp. Anh ơi, để em suy nghĩ bài được mà. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. Anh sẽ hát em bài Sóng Tình. Này người yêu dấu ơi, em là nghe gì trong tiếng sóng? Biển xanh với nắng vàng, em đẹp như ngàn năm cô tinh. Biển dịu êm vần mái tóc của em, hãy nói những ước muốn của đời mình. Dù chỉ với ánh mắt và nụ cười, cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn. Hạnh phúc sẽ mãi mãi từ nụ cười, hạnh phúc sẽ lấp lánh từ cuộc đời của em. Nhau rồi đi cả mấy. Đây là cặp đôi mà rất là thú vị. Anh nghĩ rằng là hai đứa có rất nhiều thứ để hợp nhau. Và chúng ta hãy để tay về nút bấm. À, anh ơi, cho em xin phép được đếm thay anh được không ạ? Được luôn. Vâng. Em có quyền quyết định tất cả mọi thứ. Nếu mà ấn nhớ ấn mạnh nha em. Ta bấm luôn rồi đó. Nào, 3, 2, 1. Được đấy. Hãy nắm tay luôn. À, sao nhỉ? Sóng đã đưa em đến với anh. Nhưng đây không phải là sóng của Xuân Diệu,
mà là sóng của HTV. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, anh cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Rồi, thôi bây giờ một cái thủ tục đầu tiên là mình phải làm ngay và liền thôi, chứng tỏ bản lĩnh đàn ông coi nào. Em ơi, em có thể cho anh giật chốt an toàn trong trái tim em được không? Em có thể cho anh giật chốt an toàn trong trái tim em được không? Câu này hay quá, giật chốt an toàn. Trời ơi, câu mới nghĩ ra đó, mới nghĩ ra ngay tức thì luôn. Mới nghĩ tức thời luôn hả? Đúng rồi, tất cả sinh tình mà. Chân tình hay quá nhờ. Giật chút an toàn. Vâng. Đây là chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hy vọng chúng ta sẽ chăm sóc mối tình này cho nó đẹp và nó thăng hoa hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chào hai đứa nha. Dạ. Cảm ơn anh. Từ đây cảm ơn chị Hồng Vân ạ. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Dạ. Xin mời nhà gái. Rồi, mời anh trai giới thiệu về mình cho bên đàn gái nghe luôn nha. Lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Em xin giới thiệu em là Nguyễn Thanh Tuyến, sinh năm 1978, quê quán thì ở Lâm Đồng. Còn công việc thì em sửa xe máy. Là ở tại thành phố Đà Lạt hay đâu? Dưới Linh thì dưới Đà Lạt trăm cây. Là qua Bảo Lộc mà tới đúng không? Rồi, qua Bảo Lộc mà tới. Rồi. Còn mình thì sao nè? À, dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Rồi, cùng em với bạn Tiến bên kia. Em tên là Hà Diễm Thúy, em năm nay 38 tuổi, em quê quán ở Cầu Kè, Trà Vinh. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở quận 2. Ở quận 2 dạ. Em cái nghề nghiệp của em là làm gì nè? Dạ, để nói về công việc của em thì em xin hát một bài hát để cho bạn nam đoán được công việc của em. À, đoán nghề nghiệp đúng không? Đoán ok, ok, ok. Nghe cho kỹ nha Thúy. Dạ, em xin hát bài Một Con Vịt. Một con vịt xà ra hai cái canh, nó kêu gằn cắp 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 cặp cặp cặp, gặp hồ nước nó bị bà bị bớt, lúc lên bờ bẫy cái cánh cho khô. Dạ hết. Ủa, cứ cha rồi đoán nghề nghiệp luôn á hả chị? Dạ. Đoán cũng ra luôn á. Chắc cô nam đoán ra không? Theo em đoán là cô bên đó chắc làm giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non đó đúng không? Dạ, nó cũng gần giống như vậy ạ, nhưng mà em là cô trông trẻ. Em trai đâu đoán đúng rồi đó. Gần giống á, giống như là baby sit á đúng không? À dạ dạ. Em gái cho biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì em thích nấu ăn và đặc biệt chỉ cần có người chịu ăn tới đâu thì em sẽ nấu tới đó. Dạ. Em biết làm một số bánh và mứt dân gian ạ. Ví dụ như là những cái mứt gì? Ví dụ như là mứt mãng cầu, mứt chầm ruột, mứt dừa, mứt chuối. Dạ, và ngày Tết thì em hay làm. Rồi em có cái điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu của em là em hay nóng tính nhưng là mau nguội, mau quên. Có khi nào đánh đòn em bé không? Dạ không, khi em chăm bé mà bé làm em không có vui, em phải hát để giải tỏa cái tâm trạng của em. Dạ, để mình khống chế cảm xúc của mình lại. Còn em trai, điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu đàn gái biết đi. Điểm yếu của em thì hay nhút nhát. Điểm mạnh là gì? Thì là sống có trách nhiệm, không có tứ lộ tường. Sống có trách nhiệm là một trong điểm mạnh nhất của đàn ông đó nha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất ấy thì hồi ấy còn cũng còn nhỏ thôi. Rồi, thì, còn nhỏ bỏ qua đi. Mối tình mới đây nè. Cách đây phải 5-6 năm rồi. Quen được 6 tháng thì gia đình cô đó chuyển nhà đi nơi khác. Vậy là 5-6 năm nay em chưa có mối tình nào hết? Dạ, 5-6 năm nay chỉ có mối tình gọi là say nắng gió thôi. Say nắng trúng gió. Chứ còn mối tình chính thức thì chưa có. Trời ơi, dễ thương quá nhờ. Vậy đó, rồi còn mình sao nè? Có hai mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên là em chia cây tay cách đây 10 năm là chồng cũ của em. À là dạ. Em đã có một đời chồng rồi. Dạ đúng rồi. Là 10 năm rồi. Dạ. Em đã có đứa con nào chưa? Dạ chưa chị. À rồi mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai thì em quen cũng được gần 3 năm. Khi hai người bắt đầu có ý định tìm hiểu thì anh ấy phải đi công tác ở Hà Nội tới 4 năm. Là sao mà cách lòng luôn? Dạ đúng rồi tụi em. Là nay là mấy năm rồi cưng? Dạ cũng hơn 1 năm đó chị. Rồi bây giờ em mong muốn là cái người bạn trai của mình như thế nào? Em không ưu tiên về ngoại hình, em sẽ ưu tiên về tính cách nhiều hơn. Em mong muốn như thế nào nè? Chị qua chị nói chuyện với bên đàn trai xíu nè. Dạ là có sự đồng cảm, có lòng thương người. Chào em. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Bây giờ bạn nữ đang mong muốn cái người bạn trai của mình là phải có cái sự thương người, có đồng cảm. Em nghĩ là em có những cái tư chất đó không? Có chị. Rồi, ok, tiếp luôn. Dạ là bạn nam không nhuộm tóc,
không để móng tay dài, không hút thuốc ạ. Rồi chị trả lời luôn, không dụng tóc, không để móng tay dài, em có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc. Không luôn. Dạ bụng không phệ. Bụng không phệ. Dạ. Yên tâm ốm hơn anh Quyền Linh nhiều. Dạ, dạ. Rồi còn gì nữa không? Nhiều được rồi. Nhiều được rồi, dạ, đúng không? Dạ. Em mong muốn cái người bạn đời bên đây thì như thế nào? Cô ấy cao thì từ 1.5m trở lên. Rồi yên tâm 1.5m luôn. Họ là người phụ nữ của gia đình. Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bên nhà trai? Thang điểm thì đối với em là em tính về bản thân là 8. Em nghĩ em được 6 ạ. Được 6, dạ. 60%. Dạ. Dạ em chào dạ, anh Nguyễn Linh. Dạ. Cái mối tình thứ hai làm sao, tại sao lại chia tay vậy? Bắt đầu có ý định tìm hiểu thì anh ấy phải đi công tác ở Hà Nội 4 năm. Rồi em không có bắt đầu cho nên cũng không có kết thúc. Xa mặt cách lòng đó hả? Dạ. Vậy là bạn trai sắp tới đây là phải gần, phải chăm sóc chứ đừng để xa mặt cách lòng như vậy. Nhưng bạn này là công tác ở đâu? Bạn này đang ở Lâm Đồng á, Di Linh đó. Mà bạn này ở Thành phố Hồ Chí Minh nè. Cái khó là đó. Một chút hai người sẽ bàn với nhau nha. Dạ. Thí dụ như bây giờ á, em cần một tháng như thế, bạn trai đến với em bao nhiêu ngày, chăm sóc em như thế nào, em có yêu cầu gì không? Dạ một tháng thì em được 2 ngày phép, thì có thể tụi em sẽ uyển chuyển chia ra một tháng bạn đó lên đây thăm, xuống đây thăm em, thì một tháng sau em sẽ lên trên đó thăm bạn đó. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Keo kiệt anh. Keo kiệt? Dạ. Có keo kiệt không? Không, keo kiệt thì em không à. Cho anh xin 20 ngàn. Khó lắm. Khó, thấy chưa? Thấy phóng khoáng chưa? Để đây anh 50 đi. Thấy chưa? Rồi, xin 20 cho 50. Trời ơi. Chứng minh cho anh thấy liền. Cảm ơn, chúc mình dẫn Bưng đi uống cà phê nha. Nỡ lòng nào mà lấy của người ta vậy trời. Vậy chứ, xin là phải lấy. Để cái tiền đó cho người ta dắt bạn này đi uống cà phê đi. Bạn ấy còn, cho 50, bạn ấy còn tên trăm mấy. Mà chị hỏi nè, dạ. Em có thích con nít không? Dạ em cực kỳ yêu con nít và rất thích con nít chị. Dạ cho nên em mới lựa chọn cái công việc đó, nó phù hợp với cái sở thích của em. Bây giờ là nếu mà hai người mà đến với nhau là phải làm hôn thú liền, kết hôn liền, thằng mà có con liền đúng không? Dạ. Vậy là tốt rồi. Vậy giờ hôm nay đi với ai? Lẽ ra là có người thân em đi, nhưng mà hôm qua là mẹ chồng của chị hai em nó bị té, bị tai biến. Lẽ là má em đi nhưng chị hai phải đi chăm mẹ chồng thì má em phải trông các cháu thôi nha. Phải đi một mình. Coi như chị đại diện nhà gái cho. Dạ, em được cũng... rồi. Em trai đi với ai? Hôm nay đi với chị gái, với em trai, với cháu. Chị ruột á hả? Dạ, chị ruột. À rồi, mời chị ruột nào. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳ Linh, chào em gái. Trước là em cũng có gia đình rồi. À dạ chị. Thì em có gia đình được bao lâu rồi? Dạ em kết hôn khoảng 4 tháng thì em chia tay ạ. Chưa có con gái gì hết à? Do là sao mà em nghĩ là chia tay sớm như vậy? Tại vì chồng cũ của em á là không có chia sẻ cái gánh nặng tài chính với gia đình của em. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều là do em lo hết. Và dẫn đến nhiều cái quan điểm nó không có thống nhất với nhau á chị. Dạ. Thì thôi nói chung là cùng cảnh phụ với nhau thì chị cũng thông cảm, không sao cả. Gia đình chị không yêu cầu là giàu nghèo hay là như thế nào, chỉ cần ý là ngoan hiền, rồi là có trách nhiệm trong gia đình, lo cho gia đình, có hiếu thảo thuận với cha mẹ là được. Dạ. Yeah. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Hai bạn tự bàn với nhau. Đúng đi rồi. Cái nghề của bạn cũng dễ di chuyển mà. Mở rào. Đó, quay qua nè, quay qua nè. Dạ. Đứng đây. Đến với chương trình này thì có tặng quà đi. Quỳnh Linh. Hả? Có quà của anh nữa hả? Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, anh tặng chị Hồng Vân. Ôi trời. Chị cảm ơn trời em. Ơi. Em dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà để tặng anh, đây là món mứt mãng cầu tự tay em làm lấy. À. Dạ. Từ tay làm cảm cái em. Bình dạ. Đó em cũng tự làm luôn. Dạ đúng rồi chị. Hay quá, em mở quà này ra coi là cái gì nè. Dạ em xin phép mở quà. Wow. Dạ là mứt dâu. Bên gửi gọi là mứt mãng cầu. Bên gửi là dâu. Mứt dâu luôn. Mứt dâu trời ngon, nó ngọt rồi đấy. Nghe là đầu tiên nhìn thấy anh em cảm nhận sao? Mà ấn tượng đầu tiên là anh là người hiền. Anh có để móng tay dài không ạ? Hay. À dạ rồi dạ không. Quan điểm tình yêu của em thì sao? Chỉ cần hai người chung thủy, có sự đồng cảm. Rồi anh nghĩ như thế nào về em là một người phụ nữ đã từng ly hôn? Anh thì cũng không đặt nặng vấn đề đó lắm, tại vì không có ai muốn cả, đúng không? Dạ. Đôi khi do duyên số hoặc nó có một cái vấn đề đó không tới với ở nhau được thì chia tay. Dạ. Thì anh cũng thông cảm về góc độ đấy. Dạ em cảm ơn anh. Dạ vậy thì anh sẽ sắp xếp như thế nào cái thời gian để em và anh hẹn hò với nhau? Thời gian của anh thì anh làm tự do, ngày nào trong tuần đi cũng được, chỉ cần dự báo trước ngày này ngày kia mình gặp nhau là mình sắp xếp đi thôi. Dạ. Ý là được. Dạ, anh nghĩ em có ghen không ạ? Thì anh nghĩ thì chắc là phụ nữ thì ai cũng có, dù ít hay nhiều thôi. Dạ anh có muốn biết em ghen ít hay ghen nhiều không ạ?
Khó. Em dạ, thì em sẽ tặng một bài thơ về ghen do em vừa sáng tác trong lúc em đợi ở hậu trường. Ghen là gia vị của tình yêu. Em không ăn ớt, chỉ ăn tiêu. Em nay không thích nói nhiều, nhưng em lại thích làm liều. Không ghen buổi sáng, chỉ ghen buổi chiều. Ghen như dược sĩ cắt liều, ngày nào cũng cắt liều liều mới vui. Dạ hết ạ. Nhưng mà bây giờ em thấy bạn này thế nào? Bây giờ em hỏi bạn quá trời rồi, bây giờ em trả lời đi. Em thấy bạn này sao? Thấy anh hiền. Dạ. Hiền thiệt, anh dạ, hiền thiệt. Dạ, ừ. Dạ. Có sự chân thành trong đó, anh cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm và cũng muốn tìm một cái người để cùng anh đi hết cái đoạn đường còn lại của cuộc đời. Đó là những cái điểm em ghi nhận, điểm tốt của anh. Còn một cái tốt nữa mà em chưa chị ghi nhận là cái nhẫn nại. Chị thấy anh này là rất là nhẫn nại luôn á. Không, cho chị Vân, Hà Vân nhận xét lại đúng. Nói chung mọi thứ là em chịu đựng cũng khá là ổn. Anh có phải là người nóng tính không ạ? Cái nào quá thì mình nóng, nhưng mà nóng quá thì một là tức không nói nữa, đi chỗ khác. Dạ, đấy là vậy... nóng quá. Chứ còn ba cái vụ hành động đánh người hay đập đồ là không có nữa. À dạ, à, vậy hồi xưa cái mối tình của anh đó, lúc hai người mà cãi nhau trong bức tang. Hỏi quá trời hỏi à. Bây giờ thế này nè, gặp ngày hôm nay có duyên rồi. Dạ. À, chúng ta đi sâu vào đó luôn, vào cái chuyện tình cảm luôn. Thí dụ như được thì khoảng bao lâu em mới cho đàn trai bước tới? Dạ em nhanh nhất là trong năm nay, kế hoạch của em là như vậy. Kế hoạch trong năm nay? Dạ. Bây giờ nói chung nhà anh thì gia đình anh chỉ có hai mẹ con thôi. Đó, thì bây giờ là em có làm dâu được không? Ở gia đình em hiện tại thì cũng có hai mẹ con. Em muốn chăm sóc má em. Em nói cho nó rõ ràng luôn đi, tức là em dạ, anh không có thích nếu như má em và mẹ của anh ở chung với nhau không ạ? À? Tại vì hiện tại mẹ chồng của chị hai em và má em là ở chung một nhà. Mẹ em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em 75 tuổi anh Việt. 75. Mẹ em nhiêu rồi? 79 ạ. Được, hai người có thể làm bạn tri kỷ nhau được đó. Đất Di Linh rất là ôn hòa. Mà rộng nữa, khí hậu thì rất tốt cho anh người lớn tuổi. Anh Di Linh, thậm chí anh còn muốn chuyển gì Di Linh nữa, đừng nói chi. Em, dạ. Đất rộng không? Em chủ yếu là trồng cà phê thôi. Thật sự cũng đến với nhau, thật sự cũng chăm sóc nhau. Thì anh nghĩ cái điều quan trọng nhất là hướng về Di Linh vẫn hay hơn. Anh nghĩ như thế, còn tự hai người lớn rồi, chúng ta có quyền quyết định điều đó. Thôi, bây giờ chúng ta... hết thời gian mình để tay vào nút bấm thôi các bạn. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm. Không bấm nút vì bất cứ điều gì cả. Chương trình đã tạo chúng ta một cái duyên. Còn nợ hay không là do các bạn quyết định. Nào, quyết định cả lý trí và trái tim của mình. Mời Hồng Vân. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm nút. Trời, cái ca này hơi bị bất ngờ đó nha. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Mạnh mẽ lên nào. Anh nghĩ rằng là hai bạn cũng lớn rồi. Anh rất quý cái tính tình của cái bạn trai này. Bạn này như vậy thì phải có một cái người phụ nữ giống như bạn. Tức này là hai người sẽ bổ trợ cho nhau để tạo nên một gia đình nhỏ. Hãy quan tâm, chăm sóc với nhau. Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng tình yêu thì nó không có khoảng cách nào cả. Hãy yêu bằng cả trái tim của mình. Hãy quyết định bằng lý trí để chúng ta có thể di chuyển về Trà Vinh hay là Di Linh ha. Bây giờ trên sóng truyền hình thì gia đình hai bên đang xem đó. Yeah. Mình hãy nói gì với gia đình đi. Hai bà mẹ đang xem đó. Hôm nay hai đứa cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu có duyên thì hai đứa đến với nhau suốt đời. Dạ, con xin chào mẹ của anh Tiến và chào má ở nhà. Chương trình cộng với sự cộng hưởng của chị Hồng Vân và anh Huyền Linh đã tìm được một cái bạn nam mà con mong muốn có thể đi đến hôn nhân. Mình chị Thái Hường anh. Toàn cái tay qua, hung lên má đàng hoàng, hung lên mắt cũng được. Đó, không phải là như thế nha. Nụ hôn ngọt ngào như mứt mãng cầu và mứt dâu. Cái mứt này nó sẽ trộn lẫn thành... nó quẹo lại đó, nó quẹo, nó quéo lại với nhau. Rồi, thứ hai là thuốc nha. Rồi, em đi đi lên nè. Rồi nhà trai. Rồi, chào anh trai. À, chào anh Linh. Rồi, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Em giới thiệu đi. Trước tiên xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Trăng, chào nữ bên kia, chào quý khán giả. Em tên là Đoàn Văn Quý, sinh năm 1982. Quý quê đâu? An Giang. Quý đang làm ở đâu? À, làm kinh doanh tự do anh. Quý làm gì? Bán thịt heo á. Hả? Thịt heo á, thịt lợn. Quý bán thịt heo hả? À. Tôi khoái cái này nha. Bán ở đâu Quý? Bán ở quê nhà luôn. Ở quyền nào? Ở
nhiều chợ lắm anh, chợ Mỹ Xuyên, chợ Mỹ Bình, chợ Mỹ Thới, nó nhiều chợ lắm. Em đi vòng vòng bỏ, em có mối. Em bỏ mối thịt heo hả? À, chứ không có bán. Em giới thiệu đi cưng. Em xin giới thiệu về mình, em tên là Đàm Mỹ Trân. Em đến từ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Công việc của em là giáo viên Anh ngữ. Và em có thể nhận đơn của khách hàng làm mọi đơn như thế là di chúc, đơn từ và hình thức các loại đơn. Rồi bây giờ em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình coi. Điểm mạnh của em á thì em rất là tỉ mỉ, chu đáo và rất là kỹ tính. Em làm mọi chuyện rất là chỉnh chu, nói chung là em rất là sạch sẽ. Điểm yếu của em là em rất là ít nói, buồn vui gì em cũng tự chịu mình, nếu mà buồn quá em khóc một mình rồi thôi cho qua rồi hết ạ. Vậy đó hả? Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 39 tuổi. 39 tuổi? 39 hả? Dạ. Lớn hơn mình đây 1 tuổi. Dạ. Em trai thì thấy có sao không? Không gì đâu. Không sao đúng không? Thôi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh anh thì của em thì cần cù. Cần cù, chịu khó. Ừ. Sống tự lập. Ừ, điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì dễ tin người. Người ta nói gì mình cũng nghe hết trơn. Vậy hả? Vậy ngộ vậy đó. Rồi em bỏ mối người ta thiếu em có cho thiếu không? Không. Không. Thì nó nói tìm ơi trả. Thì nó nói mời nó không trả làm gì ta giờ cho thiếu nữa. Vậy đó. Thiếu hoài về tiệm sao? Dạ vậy có chừng có mực hết trơn chứ. Em có mấy mối tình rồi? Hai. Hai hả? Hai à. Mối tình đầu tiên là ở đâu? Mối tình mối thứ đầu tiên là em mới có 20 tuổi à. À. Quen nhau cũng 4 năm. Thì lại cưới thì người ta bên kia người ta không có gả. Người ta nói là không có hợp tuổi. Ừ. Mối tình thứ hai? Tình hai chứ mới chia tay là khoảng chừng 2 năm. Quen mấy năm? Em khoảng chừng 6 tháng. Rồi sao bỏ? Không có hợp. Cái thời gian của em không có. Em tối em phải đi làm 2 giờ em thức rồi. Đấy khoảng tới thức khoảng 10 giờ. Lấy tiền đi gom tiền xong rồi em ngủ. Ngủ tới tối mới thức dậy đi cái tiền nữa. Thì tối đi làm nữa làm đi hoài đó. Chứ cứ suốt ngày cứ dậy đi làm mà lấy tiền rồi dậy đi làm mà ngủ lấy tiền. Có hai cháu phụ nữa mà làm không kịp. Chứ mà làm sao sải? Ngày em bỏ khoảng mấy trăm ký thịt heo? 500. 500 ký thịt heo? Trời ơi, dễ sợ chưa? Heo này heo gì? Heo ngủ anh. Anh ơi, mặt nó ghét. Anh phải giờ mặt heo nó ghét á. Nhìn thấy ghét quá. Bạn trai là đường tình duyên gì đó. Còn mình sao nè cưng? Bạn gái sao? Mấy mối tình rồi? Dạ em thì hồi nhỏ đến lớn là em đi học suốt à, chứ ra trường là có công việc làm liền, rồi cái lo công tác ở bên trường mới, rồi tới năm 35 tuổi em mới nhìn lại mình cũng một mình à. Rồi cái có bạn bè với bà con giới thiệu, nhưng mà lúc đó thì mình thiếu kinh nghiệm sống, mình học không à, mình không có nhìn người chính xác, thành ra cũng có quen cũng dắt về gia đình, nhưng mà y cũng rủ đi uống cà phê này kia nọ, thì mình cũng nhìn ra bản chất của y. Người thứ nhất á, thì tánh tình của y rất là keo kiệt, hình như là y tiền bạc có gì rất là quan trọng, không có quan tâm tới mình. Người thứ hai á là tánh tình y lăng nhăng, thành ra quen mình còn quen người khác, thành ra em cũng thấy em cũng không được vui, thành ra em thôi luôn. Em mới kèm tới chương trình luôn à. À, dạ. Có nghĩa là em đã chia tay cái người thứ hai được mấy năm rồi? Dạ cũng gần 10 năm rồi. Gần 10 năm rồi. Chào em. Dạ chào anh à. Em gặp hai y đó keo kiệt đúng không? Một y keo kiệt, một y lăng nhăng. Trời ơi, hôm nay tới đây có cái anh này á, thực chất nói anh này rất là dễ thương luôn á. Ảnh kinh doanh đó, một ngày mà bỏ 500 ký thịt heo là dữ dội lắm luôn á nha. Ảnh có tặng em món quà là nguyên con heo. Cũng dễ thương lắm. Chút là quay luôn nha. Dễ thương lắm. Dạ em cảm ơn. Để qua coi nhà trai coi. Chào chị. Chào cưng. Trời ơi chị này mập quá. Chị mập quá. Tại chị ăn thịt heo nhiều đó. Tôi không có nói nha. Không chị có làm sao vậy? Tại lúc đó em biết chị giờ ôm nhách à. Ừ. Đúng gì cái giờ chị sao? Giờ thấy chị sao? Giờ mập mình vẫn cũng đẹp bình thường. Mập mà vẫn đẹp. Bạn này vui lắm nè. Một bên ta không nói tiếng nào, bên bạn này ít nói lắm. Thôi em bù lại cho. Em bù lại cho đúng không? Ừ. Rồi bây giờ ước mơ cái người bạn gái phải ra làm sao nè? Thì nói chung bạn gái thì em muốn người phụ nữ trong nhà biết nấu ăn được rồi, còn tiền để em kiếm, khỏi cần kiếm tiền là em đi kiếm, còn nhưng mà người ta đang ngon quá mà, người ta kiếm tiền bên đây cũng dữ dội lắm, người ta đâu có thua gì. Rồi sao nữa, muốn cái ngoại hình sao nè? Ngoại hình giống như cao cao khoảng chừng 1m56, cao 1m56, tóc dài như chị vậy đó. Rồi tóc ngắn không được sao? Em phải lóc dài hơn, phụ nữ dài là đẹp nhất. Để từ từ dưỡng nó dài. Dạ, em biết. Thì em thì mỗi người của em mình là gì đó. Rồi một ngày rồi ông cho vợ ông nhiêu tiền nữa tôi nghe. Muốn cái gì thì lấy, biết cho nhiêu giờ, vợ dưới tiền.
Muốn lấy nhiều lấy hả? Tại vợ giữ mình không có giữ đâu. À, tức là đối chuyện với vợ giữ đúng không? Vợ giữ hợp lý hơn. Nghe thấy mắc ruột không? Mẫu hình người phụ nữ em giống ai không? Giống Lan Ngọc. Lan Ngọc nào? Ninh Dương Lan Ngọc hả? Dạ đúng rồi chị. Chào. Đòi hỏi gì thấp chuẩn vậy trời. Cái mẫu của em, chứ thôi chứ đâu có đòi mà đâu. Ví dụ bây giờ không có người giống Ninh Dương Lan Ngọc thì sao? Coi chị cũng được vậy. Coi chị là ok rồi. Ok rồi, đúng không? Yeah. Em thích một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Em thích mẫu người thứ nhất là tuyệt đối sạch sẽ, không hút thuốc, không uống rượu. Tiếp theo là không gia trưởng, không ki bo và không quá cọc tính. Nói chung là người đó là tuyệt đối là không được lớn tiếng. Có chuyện gì cũng phải từ từ nói nhỏ nhẹ với nhau. Em chỉ có hút thuốc thôi, không có gì. Rồi, có hút chút thôi, tất cả mọi thứ vui vẻ. Hút thuốc thì đi ra ngoài hút chứ vô nhà đó, hút rồi, rồi, ok em, anh ba ra ngoài liền, khỏi kia anh cũng ra nữa. Bỏ luôn đi. Em bỏ mấy lần bỏ không có được. Giờ bỏ luôn đi. Nhậu thì tuyệt đối là em không có nhậu. Lâu lâu em mới nhậu một lần, có đám tiệc rồi đám cưới rồi đó. Dữ lắm rồi em mới nói em mới nhậu. Chứ em không có nhậu. Thì được rồi ha. Yeah. Để mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Yeah. Em đi với ai? Dạ em đi với ba của em à. À dạ, chào chú. Đầu tiên xin chào em Siêu, Huyền Linh và Hồng Vân à. Dạ. Chào quý khán giả trường quay à. Dạ chào cháu đây à. Theo nhận xét của tôi á, cháu này hơi ốm. Bán thịt heo mà sao mà ốm quá. Còn quá ốm nữa chú ơi, còn bảy mấy ký lần cái hình con dây chú thấy không thấy mập đâu. Dạ, nhưng mà tướng tá này coi cũng được. Dạ. Nói chuyện thì vui vẻ. Tôi chỉ đi theo thâm mưu thôi, quyết định là cho gái tôi. Dạ. Bây giờ thì nhờ chương trình cũng như là tạo điều kiện cơ hội cho hai bên nó tìm hiểu nhau thôi. Dạ. Tôi cần có ý kiến nhiều thôi. Cảm ơn chú. Anh trai đi với ai? Em đi với chị ba của em, với bạn thân của em. Dạ chào chú Hương Linh và cô. Dạ chào chị. Tôi là chị của Quý. Chị ba thấy em giàu tương lai thì cũng được, nhưng mà để cho hai đứa nó trò chuyện với nhau đó, như nó tìm hiểu, tự tìm hiểu nhau đó, rồi nó hợp với nhau thì tiến tới hôn nhân. Dạ, chị ba ủng hộ không? Ủng hộ. Em cảm ơn. Ủng hộ ha. Rồi cảm ơn chị ba. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai người gặp mặt. Dạ nha. Trước khi mở rào em nhờ anh Quyền Linh đọc cái bài thơ này nãy em quên à. Anh đọc hả? Dạ. Anh giọng anh tốt, em đọc giùm em nha. Cũng ngắn. Gửi người khách lạ phương xa, biết nhau tại chốn trường quay, biết nhau do bởi chữ duyên cơ cầu. Ngày mai nếu có nợ duyên, mong anh giữ vẹn sắc son đôi mình. Yêu em từ tận lòng anh, yêu em tóc đen đến tóc hoa râm chẳng lìa. Yêu em những lúc giận hờn, yêu em từ những cái nhìn trái tai. Yêu em ngay những muộn phiền, yêu em từ những trách phiền vu vơ. Yêu em cả lúc anh xa, yêu em ngay những thói đời bạc đen. Yêu em cả lúc trái lời, yêu em cả lúc bộn bề chuyện công. Yêu em cả những bộn bề, yêu em cả lúc so bì thiệt hơn. Yêu em cả lúc khốn cùng, yêu em cả lúc nhóc nheo bế bồng. Yêu em cả lúc anh thay đời lên mây, chung tay chia sẻ ngọt bùi cùng em. Đàm Mỹ Trân. Thơ này là Trân sáng tác phải không? Dạ. Thơ của em làm hồi nào vậy? Dạ em làm hôm qua. Hôm qua hả? Dạ. Nè gửi em nè, lúc nào sáng đi bán heo á, thịt heo rồi lấy ra đọc cho nhớ. Rồi. Nha. Rồi. Bây giờ mở rào giờ đi. Mở rào nha. Ừ. Dạ. Em thấy bài thơ nãy được không? Được, quá được. Quá được ha. Quá được. Rồi mở rào là tặng món quà, là nói ý nghĩa món quà này thế nào nha. À, đứng sẵn đã, chuẩn bị tặng quà nha. Đứng lên tặng quà ha. Cảm ơn chị. Bắt đầu. Rồi đứng lên nè. Chào em. Em chào anh ạ. Em có quà tặng em. Dạ. Em thích con heo vậy tặng heo cho em. Dạ em cảm ơn ạ. Đưa đây, đưa heo chị cầm giùm cho. Dạ. Em Khoan. Để con heo lại. Rồi nói anh tặng em heo này ý nghĩa gì đó nói đi. Con heo này giá trị nó không có giá, nhưng mà nó có giá trị là anh tặng cho em. Dạ. Nhưng mà sau này mà em về nhà em thấy con heo là anh nhớ tới anh, đúng không? Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn chị ạ. Em cũng có quà tặng anh. Nhiều với em. Đầu tiên là đặc sản quê em ạ. Rồi anh biết, cảm ơn. Cái thứ hai là em tặng anh hộp nhạc ạ. Anh có thể mở xem ạ. Sao em lại tặng hộp nhạc? Em thấy cái bản nhạc này cũng hay. Nếu như mà bản nhạc này đừng đứt khúc thì mình sẽ còn nhau mãi. Em xin hết ạ.
Dạ, món quà thứ ba là món quà em muốn anh đọc lớn cái bức thư này em gửi cho anh nè. Xin chào một nửa duyên em. Hôm nay là ngày lên sóng truyền hình lần đầu tiên trong cuộc đời em, và cũng là người ngày đầu tiên em gặp anh tại trường quay. Đến với nhau là một chữ duyên, gắn với nhau là một chữ nợ. Đường đi còn dài ở nơi em chỉ mong anh dành cho em tình cảm chân thành, yêu nhau trong sự tôn trọng và yêu thương em. Mong anh hãy cho em một cam kết vững chắc và một lời hứa vững bền từ tình yêu của anh, để mình có thể đi chọn cuộc đời này nếu tình cảm của cả hai đủ lớn và đủ sức kết tối nhau trên cuộc đời này. Anh à, cuối cùng lời em mong anh sẽ là sự hội ngộ và là bước đi khởi đầu để cùng nhau đi đến trọn đời cả anh và em. Anh vô lòng ký tên giùm em vô ký bức thư luôn ạ. Ký tên luôn ha. Dạ. Trời ơi. Ký đâu em? Đây được không? Dạ ký vô đây. Không ký tên luôn nữa hả? Chừng giấy kết hôn đó. Dạ ký tên luôn. Dạ ghi rõ họ tên giùm em luôn. Họ tên luôn ha. Trời ơi ghi rõ họ tên luôn kìa trời. Dạ em cảm ơn à. Anh nghĩ sao về em à? Em hả? Vậy vậy cũng dễ thương. Quan trọng là biết làm đồ ăn trong nhà được hay là được rồi. Thì làm đồ ăn thì em nấu mọi món đều được. Do có cái họ không có thời gian nên nếu mà muốn nấu thì phải giùm em. Em về với anh là có thời gian hả? Công chuyện của em là buổi trưa em ăn ở ngoài, nhiều khi em ăn công tiệm luôn. Rồi như anh gì á, anh không ăn công tiệm không? Tại vì không ai nấu ăn công tiệm thì sao? Không ăn nói sao? Dạ anh thấy em sao à? Rồi em thì trên cả anh mong đợi rồi. Cho em hỏi vài câu được không ạ? Rồi em cứ hỏi anh trả lời cho. Anh đi làm nghề bán thịt đi bao lâu rồi ạ? Anh này làm từ nhỏ là mà theo chú anh. Rồi bây giờ anh làm riêng mình nên rồi. Nếu anh làm riêng anh có nhà cửa gì hay là có cơ sở gì không ạ? Dạ anh nói là nhà cửa có đủ hết trơn, chỉ có thiếu vợ thôi à. Đủ hết trơn anh thiếu vợ. Giờ hỏi là hẹn hò sao nè? Em anh thì ngày nào cũng làm hết, không ngày nào nghỉ. Nhưng mà em muốn đi chơi với em thì em phải nói trước là em có rảnh ngày nào là anh xuống ngày nấy. Dạ có gì mình liên hệ bằng số điện thoại hay sao đây ạ? Có Zalo mình nói chuyện nhau dễ mà. Dạ dạ. Anh muốn hỏi gì em không ạ? Em thì anh hỏi em giờ trước tiên thì em có ha có hung dữ không? Em này không có hung dữ đâu, giận thì em đánh thinh không có nói gì đâu à. Dạ. Nhưng mà em không có nói chuyện cả tháng luôn à. Gì dữ rồi trời. Có gì đó em hoài làm sao sao chịu nổi, phải nói cái gì em mới nói cái gì, em phải bày tỏ là em không chịu cái gì anh mới biết. Thì ba em đi vô hoài đâu có biết đường đâu giải cho em. Thì ba em đi cũng biết em giận là em không có nói chuyện. Vậy hả? Dạ. Tại vì em kích thích là tao nói chuyện à. Nhưng như cái đồng hồ đó em phải mở lên nó mới kêu. Không mở lên gì nó kêu. Đúng rồi đó, đúng không? Cái đồng hồ đó em phải mở lên nó mới kêu. Đúng rồi. Nếu mà được thì bao lâu anh tiến tới hôn nhân được à? 3-6 tháng được không em? Tại vì anh lớn rồi không còn nhỏ nữa. Mà nếu đủ kinh tế để là nuôi vợ nuôi con được. Bây giờ là em bước tới bên cô gái, em hát một bài hát nào đó hay gì đó. Nắm tay cô gái. Nắm tay anh lên. Nắm hai tay vô luôn đó. Cất lá thư đi, nắm hai tay. Nhét cái đây nè, lấy đây nè. Đó, trời ở đây không cho bỏ vô. Đúng rồi. Anh ca cho em nghe bài nha. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em. Em thì nết na nhu mì quảng hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu. Xin em một câu hẹn ngược. Nhờ người qua mối mai trầu cao. Giờ làm trả anh nha. Giờ làm trả anh nha. Trời ơi. Trời đất ơi cưng dễ sợ. Nói mà... gì với em cái tay đi. Em chỉ mong là sao nếu mà em bấm chuông á sau này thì anh chia sẻ quan tâm là được rồi, em không có cần gì hết á. Dạ. Dạ. Rồi rồi. Anh đó anh hứa gì em? Này anh hứa trong hứa này không? Cái tên vô nữa thì ghê quá. Rồi, giờ chuẩn bị nè, chuẩn bị nhấn chuông nè. Bây giờ mình để tay mình nút bấm. Nếu nghĩ đây là nửa manh ghép của mình, hãy bấm nút ngay, đừng chờ đợi gì cả. 1, 2, 3. Trời ơi, ai bấm khách khách ớt thiệt chứ. Trời đất ơi. Rồi, chính thức luôn, hai người nắm tay nhau đi. Bấm hư nút của người ta luôn vậy đó. Cách cách, trời chị ơi. Chị đi ghê quá. Trời ơi, tôi đứng đây tôi còn nghe mà. Chị em luôn à. Cảm giác trong lòng mình bây giờ thế nào? Có nghĩa không? Diễn viên phải vui rồi anh.
Khoái anh quá. Khoái anh quá. Khoái anh quá hả? Khoái. Bữa nào về tặng anh ký tờ theo nha. Ok anh. Thiệt. Có vô trường rồi nha. Có luôn. Rồi phải alo em trước mới được. Cái người ta thích ăn thịt heo thì nó bỏ qua. Nhiều nay em thấy bạn gái của em được không? Hợp với em không? Quá được. Để ôm hôn cái đi nè. Bác ơi cho con hôn em nói gái bác. Rồi hứa đi. Hứa với ba sao? Bây giờ con hứa với bác là thì con giờ cũng trưởng thành rồi, đủ trưởng thành để nuôi con của bác. Mong là sau này con sẽ thương em nó như bác thương em vậy đó. Ồ, hay quá, hay quá. Thương ừ, em nó như là bác thương. Bác cho con hôn em một cái bác. Anh làm cái nha. Đứng im nha. Anh về phải nhớ anh mới được nha, không nhớ không được nha. Cũng mà miết luôn. Hết sức. Không lẹ quá nó không hay, từ từ mới nhớ. Nè, lại hôn em cái nha. Ờ, thế nào cũng nhớ anh ạ. Anh khoái em rồi á. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, hai đứa hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Hạnh phúc nha kìa. Nếu nào gặp anh đang gian tặng anh ký theo nha. Ok anh, okay. Nói cái gì cũng được hết. Rồi, chờ bạn gái đi trước mình đi theo sau. Bảo về bạn gái. Nào. Rồi, đi nha kìa. Dễ thương quá Vân hả? Ừ, dễ thương quá. Còn bây giờ chúng ta gặp gỡ cặp đôi thứ nhì xem họ có đồng ý bấm nút nhau không nha. Ưu điểm của con là người sống rất là kỷ luật và rất là tôn trọng thời gian và rất là yêu thích trẻ con. Khuyết điểm của con thì cũng vẫn còn nóng tính. Hồi trước thì khi con có nóng tính á thì con có đập đồ nhưng mà mình đập một cái gối thôi để nó không bể. Khuyết điểm của con là hay nhút nhát, rất là sợ nói chuyện với con gái. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, bạn trai, mời đi em. Rồi, nhà gái mình tự giới thiệu coi nè. Dạ, lời đầu tiên con xin kính chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Chào con. Và con chào tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay và xin chào anh bên kia ạ. Dạ, con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Nguyễn Thanh Chi, hiện con 25 tuổi và đang là giáo viên tiểu học, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Con ở đây luôn Chi hả con? Dạ, đúng rồi ạ. Họ gì con? Họ Trịnh, họ Nguyễn. Nè, dạ, người ta không phải là Kim Chi, người ta là Thanh Chi. Vậy mà tôi nghe tôi tưởng Kim Chi. Rồi mời em trai. Dạ, con chào chú Huyền Linh. Chào con. Chào cô Hồng Vân. Chào bạn nữ bên cạnh và chào quý vị khán giả trong trường quay. Thì con tên là Lâm Quang Tường, năm nay con 25 tuổi, quê ở An Giang. Và con hiện tại con đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của con hiện tại là một làm AI researcher cho một công ty ở quận 3. Làm gì con? AI researcher. Là cái gì? Đó là một công việc về làm về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cụ thể là sao con? Cụ thể là con làm tạo ra cái tiếng nói cho cái máy, cho một cái máy nào đó. À, giống như robot là cần dạ. Tiếng nói này kia đó hả? Dạ, con làm. À, rồi. Con nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. À, dạ. Ưu điểm của con là con là người sống rất là kỷ luật và rất là tôn trọng thời gian và rất là yêu thích trẻ con. Dạ. Khuyết điểm của con thì cũng vẫn còn nóng tính. Hồi trước thì khi con có nóng tính á thì con có đập đồ nhưng mà mình đập những cái gối thôi để nó không bể, không tổn hại đến tài sản. À. Rồi mời em trai. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm cho mình cho đàn gái người ta nghe luôn. Dạ. Về ưu điểm của con thì là con không hút thuốc, không uống rượu bia. Hay giúp đỡ mọi người, thích ca hát trong công ty, biết chơi guitar, rồi sau đó biết chơi thổi sáo. Rồi có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của con là hay nhút nhát, rất là sợ nói chuyện với con gái. Đó là lý do con ế tới giờ. Con có mối tình nào chưa? Dạ, chưa có mối tình nào. Chưa luôn hả? Ôi vậy hả? Trời ơi. Ôi, còn mình thì sao?
Mình có mối tình nào chưa con? Dạ, con có một mối tình. Lý do chia tay? Dạ, là do yêu xa. Rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ, tính tới nay thì cũng 2 năm rồi. Trời ơi, cái chữ đẹp giống như in vậy. Mày nuôi quán đồ ăn hay gì vậy? Chữ của con hả? Dạ. Trời ơi, chữ nó đẹp giống như là chữ in luôn á. Cho thằng trai coi cái tờ đó. Dạ. Coi không, chút xíu quà của người ta. Chào con. Dạ. Bây giờ con mong muốn cái người bạn nữ mà người yêu của con sẽ như thế nào? Dạ thì con mong muốn một người bạn nữ đầu tiên là tính nết, thật là hiền lành, chăm ngoan, rồi biết phụ giúp gia đình. Còn về ngoại hình thì con muốn sao nè? Dạ con muốn có một mái tóc dài. Tóc dài. Dạ, thích, dạ, và không có xăm mình. Rồi sao nữa nè? Về ngoại hình thì con muốn cỡ ngang con thích một người con gái truyền thống cho nên thích mặc áo dài. Để chú qua chú coi là gái nha. Dạ. Con là chưa có tình mối tình nào đúng không? Dạ. Đây là mối tình đầu ha. Dạ. Mong muốn của con là con chỉ mong muốn là một mối tình và mối tình đó sẽ là mối tình duy nhất của con. Mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Và cũng là mối tình cuối đúng không? Dạ. À được. Dạ con chào chú. Chào đàn gái. Dạ. Dễ thương, con là chuẩn đó. Dạ. Áo dài trắng dễ thương ha. Áo dài hồng. Con mắc bị gì vậy? Áo dài hồng. Ơi, bây giờ con không thích điều gì ở đàn ông nè? Dạ, con không thích một người gia trưởng với lại là hút thuốc. Tại vì con không chịu được khói thuốc lá. Thằng trai bên đây không có gia trưởng đâu, hiền lành, nhút nhát lắm ha. Dạ. Nhìn thấy biết không hút thuốc rồi. Tại vì nhìn cái răng trắng là không hút thuốc. Dạ. Rồi, bây giờ nếu như hai đứa mà hợp nhau á, thì khoảng, con nghĩ là khoảng bao lâu mình sẽ cho đàn trai bước tới? Dạ, bước tới đâu? Bước tới nhà con á. Dạ có thể là 1 năm hoặc 2 năm ạ. À. Dạ. Và tuổi đó gia đình là đẹp rồi đó con ha. Của dạ. Con cũng đẹp rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Trai đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đến với ba con, hai đứa bạn và nhân viên, những con người nhân viên trong công ty. À. Rồi xin chào nhà trai. Dạ xin chào MC Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Dạ xin chào tất cả anh em trong cái trường quay. Dạ, xin chào cháu, xin chào gia đình của nhà cháu. Tôi tên là Lâm Văn Cánh, quê ở An Giang. Thì đến đây để cho con tôi giữ cái buổi mà họ hẹn. Thì gặp cháu ghe ba bé này thì phải nói là cũng rất là xinh. Thì con ơi, thì hai con làm sao như thế nào cho nhau một cơ hội để làm quen với nhau để tiến tới cái hôn nhân. Cảm ơn nhà trai. Gái đi trai. Dạ, con đi với chị ruột với lại hai chị đồng nghiệp. Mời là gì nhà gái? Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, chào bác, bác chào mọi người trong trường quay và chào bạn nam bên đây. Thì bé Chi ở nhà nó rất là ngoan và chỉ có một cái tật xấu nho nhỏ thôi, đó là nó rất là mê ngủ. Nhưng mà cái nó thì mình nghĩ là chắc có thể là sửa được. Còn về bạn nam bên đây á, thì là chị thấy là em rất là dễ thương, mà hai bé rất là xứng với nhau. Và hy vọng là hai em có thể cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu, để tiến tới xa hơn. Yeah. Đi lo gia đình cho em gái. Yeah. Mình có gia đình chưa? Dạ chưa, dạ chưa. Rồi vậy thôi, mấy bữa nữa lên đây ngồi. Dạ, chứ em cũng hy vọng vậy. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Dạ, chào bạn. Dạ. Em cũng có quà tặng anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cái gì đó? Đây là một bài thơ có tên là Chỉ Mình Anh Thôi, của tác giả là Vũ Thắm. Xin đọc ạ. Lời anh nói khiến tim em càng xao động, muốn bên anh trao hơi ấm vòng tay, nụ hôn nồng êm dịu thật mê say, để anh hiểu lòng em đây thật rõ, tình yêu này chỉ dành cho anh đó, mãi muôn đời không như gió thoảng qua. Em giữ gìn tình cảm chẳng phai nhòa, luôn tươi đẹp như tòa sen tuyệt mỹ. Qua tháng năm tình yêu mãi bền bỉ, dẫu khó khăn ta vẫn trí bền lòng, tim yêu thương vẫn sáng đỏ như mong, trường tồn mãi luôn nồng say anh hỡi. Dấu yêu ơi em vẫn hằng chờ đợi, ngày bên nhau ta khơi gợi lửa tình,
vòng tay đang lay động ánh mắt xinh, cuộc đời này chỉ mình anh thôi nhé. Như vậy là cái bài thơ này giống y như cái điều con mong muốn đó, có nghĩa là tình đầu cũng là tình cuối đó. Anh rung lắm hả? Thì cũng không rung gì mấy. Thấy em rất là hiền. Dạ em hiền lắm, học sinh thích em lắm à. Thì khi mà quen nhau thì em có thể có rảnh vào ngày nào mình đi như xem phim này kia. Dạ thì phần lớn là em sẽ làm việc trong giờ hành chính. Thì em cũng sẽ có thời gian rảnh vào thứ bảy chủ nhật. Anh thì có sở thích là nhiếp ảnh thì em dạ em có sở thích là được chụp ảnh. Dạ. Nếu vậy thì tốt quá. Dạ tính em cũng khá là nóng tính. Cho nên là đôi khi em đi làm em cũng sẽ có một số áp lực á. Cho nên là sẽ đôi khi em cũng sẽ nói nhiều nữa. Cho nên là anh có khó chịu khi mà em nói nhiều không? Thì hằng ngày thì anh tối ngày chỉ ngồi trước máy tính thôi mà, ít khi nói chuyện với người khác. Về nhà và ban đêm thì anh cần có người để chia sẻ, nói chuyện này kia. Thì em nói chuyện nhiều cũng tốt. Bây giờ nó nóng tính vậy con chịu được không? Con có gia trưởng không? Bé này nó sợ nhất là gia trưởng nè. Con thì cũng không gia trưởng gì mấy. Dạ. Không có gì mấy là sao, là có hả? Dạ thì con cũng gia trưởng đúng lúc thôi chị cô. Ví dụ cái gia trưởng của con là sao nè? Ví dụ như là mình nuôi dạy con cái. Cái là dạy con là... mà lại gia trưởng là như thế nào? Là vậy? Sao luôn, cô không biết luôn á. Dạ. Thì giống như là nó quậy quá thì mình phải như mình phải quản lý nó chặt chẽ hơn. Dạ, nhưng, dạ à, cái đó là đúng, cái đó là phải gia trưởng. Dạ. Ví dụ bây giờ là con muốn con trai mà giờ con để con gái là con không chịu đó. Đó thì đó mới là gia trưởng đó. Đó. Ừ. Dạ, dạ, dạ. Nói vậy cái bạn hết hồn. Dạ. Bạn trai không có gia trưởng đâu, nhìn cái tính không có gia trưởng đâu. Không chừng về bên đó mới gia trưởng đó. Chứ không phải bên đây đâu nha. Rồi bây giờ con đưa cái tờ này cho chú nào. Dạ. Con bước tới nắm tay bạn gái, truyền cảm xúc cho nhau xong mình quyết định nào. Bắt tay hả? Chưa nắm lần nào tội nghiệp nữa. Con nhìn thẳng mắt bạn gái. Suy nghĩ gì nói. Anh muốn hát tặng bài bài của bài tên là Mãi Mãi. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Dạ em cảm ơn mình anh. Mình đáp lại liền con chi. Dạ vậy em cũng gửi anh một đoạn nhỏ trong bài Mình Yêu Nhau Đi. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hãy để cho chàng anh cười lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Dạ rồi. Ơi. Hai cái bài hát nó nói hết rồi Linh ơi. Rồi. Hai bạn bên trẻ đây... để tay vào hai cái bóng nè, bút bóng, nhắm mắt lại. Bây giờ kiểm tra lại con tim của mình xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình cùng đi suốt cuộc đời còn lại hay không. Nếu đúng đừng ngần ngại, cứ bấm ngay cái nút đó. 1, 2 và 3. Mặt trai cưng ghê, giống như nó bắt được của vậy đó. Nắm tay đi con. Bây giờ nói xin chị với lại ba má của bạn gái đó cho phép tụi con bắt đầu. Rồi bây giờ tụi con hẹn hò với nhau. Em cũng xin phép chị và gia đình cho em được quen với bạn đây. Em hứa sẽ quan tâm chăm sóc cho bạn cũng như là bảo vệ bạn. nhớ bạn tên gì không? Tên Chi. Con nói với bác đi, con nói với bà đi. Dạ là đầu tiên con xin chào bác. Hôm nay con cũng rất là vui khi con được gặp
anh đây với lại gặp được gia đình ạ. Thì qua chương trình này thì con cũng rất là hy vọng là con với anh sẽ có thời gian để tìm hiểu và nếu được thì có thể tiến xa hơn được nữa ạ. Bây giờ đó nè, nụ hôn đầu tiên tôi cũng căng giùm cho chú nè. Dạ. Coi cho được nha, chưa được. Trời, nó giống như chim mắm mồi ông nội ơi. Bên đây nè, đó. Đó. Lại. Lần đầu tiên từ từ để nguyên đó. Để nguyên đó. Để nguyên. Dạ rồi. Kinh quá trời kinh nè. Nhưng mà cái cảm giác hung đầu tiên nó làm sao con? Cảm thấy nó... Nó làm sao? Hả? Nó làm sao? Hả? Nói chú nghe nó coi. Nó lần lần hả? Dạ. Hồi đó giờ anh quen ăn cá, bây giờ lần đầu tiên anh hung lên má. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kiềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc mừng người con nha. Chúc hai đứa tìm hiểu nhau, cố gắng hỗ trợ cho nhau để chăm sóc cái mối tình này nha. Dạ, con cảm ơn chú Quyền Linh ạ. Rồi. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta rất là vui thưa quý vị. Chắc chắn là những hình ảnh vừa rồi quý vị sẽ không bao giờ quên. Bà Nguyễn Hòa luôn luôn muốn kết đôi những cái cả nửa yêu thương trong cuộc sống này đang ở đâu đó, muốn ghép họ lại với nhau để họ có thể hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng mắc he viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, mắc he cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em. Em rất biết lắng nghe và anh thì khá ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa chứ anh ạ. Sau quen 2 tháng hôn thì nụ hôn đầu tiên đi chứ. Chắc là em ngại quá. Lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường thôi. Cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Tú lái xe. Chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên. Dạ. Người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ. Tốt. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.